chị, Misa xin hướng dẫn anh chị xử lý tình huống khi lập và ghi sổ phiếu xuất kho. Phần mềm hiện cảnh báo số lượng xuất kho vượt quá số lượng tồn trong kho trên AMIS kế toán. Vậy, nguyên nhân là gì? Cách xử lý như thế nào? Misa xin đưa ra hai tình huống xử lý như sau. Tình huống 1, anh chị muốn chương trình cho phép xuất quá số lượng tồn kho. Tình huống 2, anh chị muốn tìm nguyên nhân xuất kho quá số lượng tồn và cách xử lý. Anh chị hãy cùng Misa tìm hiểu hướng dẫn chi tiết từng tình huống sau nhé. Tình huống 1, chương trình cho phép xuất quá số lượng tồn kho. Nếu anh chị muốn, phần mềm tạm thời cho phép xuất quá số lượng tồn kho để hạch toán các chứng từ nhập xuất kho được nhanh chóng mà không cần theo đúng trình tự phát sinh nhập xuất thực tế. Hoặc là anh chị muốn tạm ghi sổ phiếu xuất kho trước, sau đó mới bổ sung phiếu nhập kho sau, thì anh chị thực hiện như sau. Tại giao diện phần mềm AMIS kế toán, anh chị nhấn vào biểu tượng bánh răng, các tiện ích và thiết lập. Tại mục thiết lập, bấm vào tùy chọn, chọn đến vật tư hàng hóa. Trên giao diện tùy chọn vật tư hàng hóa, tại mục chung, anh chị bấm vào cây bút để chỉnh sửa. Sau đó, tại dòng cho phép xuất quá số lượng tồn, anh chị tích chọn vào là có. Sau đó nhấn cất để lưu lại thông tin. Trở về với phía xuất kho, lúc này anh chị có thể ghi sổ được chứng từ xuất kho quá số lượng tồn. Anh chị lưu ý, phương pháp này chỉ áp dụng cho đơn vị tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ, bình quân tức thời và nhập trước xuất trước, không áp dụng với phương pháp đích danh. Sau khi ghi sổ tạm phiếu xuất kho, anh chị cần kiểm tra hoặc bổ sung các phiếu nhập và thực hiện tính lại giá xuất kho để đảm bảo số liệu được đúng đắn. Tình huống 2, tìm nguyên nhân xuất kho quá số lượng tồn và cách xử lý. Nếu anh chị muốn kiểm soát chặt chẽ trong việc nhập xuất kho hàng hóa trong kỳ để đảm bảo hạch toán đúng với thực tế nhập xuất kho, thì khi ghi sổ chứng từ, nếu xuất hiện bảng thông báo xuất quá số lượng tồn có thể do một trong các nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất, lập phiếu xuất kho cùng ngày với phiếu nhập nhưng giờ xuất trước giờ nhập kho. Trường hợp này có thể do anh chị có phát sinh nhập xuất kho trong cùng một ngày nhưng thời gian, giờ hoặc phút của phiếu xuất lại đặt trước thời gian của phiếu nhập. Để kiểm tra, anh chị vào mục báo cáo, chọn đến kho, báo cáo chi tiết kho. Anh chị chọn đến sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Tại đây, anh chị chọn khoảng thời gian có phát sinh nhập xuất kho, chọn kho cần xem và tích chọn vào mã hàng cần kiểm tra và bấm xem báo cáo. Trên báo cáo, anh chị sẽ xem được chi tiết phát sinh, chứng từ nhập xuất của mặt hàng vừa chọn trên kho. Anh chị kiểm tra ngày của phiếu xuất kho vừa lập có cùng với phiếu nhập kho nào trên báo cáo không? Nếu có, thì anh chị bấm vào số chứng từ phiếu nhập kho để mở lên xem chi tiết. Misa ví dụ, ngày 19 tháng 7 năm 2023, đơn vị có phát sinh một phiếu nhập kho. Tại chứng từ, anh chị chú ý ở dòng ngày hạch toán và xem thời gian nhập. Em ví dụ, giờ nhập là 10 giờ 15 phút. Sau đó, anh chị mở lại phiếu xuất kho bị báo quá số lượng tồn ban đầu. Nhấn vào sửa. Anh chị chọn sang tab phiếu xuất kho. Tại dòng ngày hạch toán, anh chị bấm vào biểu tượng cuốn lịch và sửa lại thời gian xuất, sao cho thời gian xuất sẽ sau giờ nhập kho. Em ví dụ là 16 giờ đúng. Sau đó, nhấn cất để ghi sổ chứng từ. Hoặc có cách khác, nếu anh chị đang lập phiếu xuất kho và anh chị xác định đã có chứng từ phiếu nhập trong cùng ngày, anh chị cũng có thể bấm vào biểu tượng cuốn lịch để chỉnh sửa khung giờ xuất muộn nhất trong ngày. Em ví dụ, giờ xuất là 23 giờ 59 phút. Tương tự, anh chị bấm cất là được nhé.
Nếu anh chị không quan tâm về giờ nhập, xuất, anh chị có thể thiết lập giờ nhập, xuất mặc định bằng cách anh chị nhấn vào biểu tượng bánh răng, cách tiện ích và thiết lập. Tại mục thiết lập, anh chị bấm vào tùy chọn, chọn đến vật tư hàng hóa. Trên giao diện tùy chọn vật tư hàng hóa, tại mục giờ nhập xuất, anh chị bấm vào cây bút để chỉnh sửa. Tích chọn mục thiết lập giờ nhập xuất. Anh chị đặt lại thời gian nhập và thời gian xuất, sau đó nhấn cất để lưu lại. Như vậy, phần mềm sẽ mặc định giờ nhập xuất khi anh chị lập phiếu nhập kho hoặc xuất kho. Lưu ý, phương pháp đổi giờ xuất chỉ áp dụng với phương pháp bình quân cuối kỳ. Nếu anh chị dùng phương pháp khác, thì anh chị xem tiếp các nguyên nhân phía sau. Nguyên nhân 2, chưa nhập, bị sót hoặc chưa ghi sổ chứng từ nhập kho. Trường hợp này có thể do nhập sót chứng từ nhập kho, chưa lập hoặc lập nhưng chưa ghi sổ chứng từ nhập kho. Tương tự cách xử lý trên thì anh chị vào mục báo cáo, chọn đến kho, báo cáo chi tiết kho. Anh chị chọn đến sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Chọn khoảng thời gian, kho và mặt hàng đang xuất quá số lượng tồn. Anh chị kiểm tra lại báo cáo xem có đang bị thiếu chứng từ nhập kho nào so với phát sinh thực tế không. Nếu không hiển thị phiếu nhập kho trên báo cáo, có thể phiếu nhập kho đấy chưa được lập hoặc chưa được ghi sổ. Và để kiểm tra được phiếu nhập bị thiếu là do chưa lập hay chưa được ghi sổ, anh chị vào phần hệ kho, chọn sang tab nhập kho. Trên danh sách chứng từ nhập kho, anh chị bấm vào lọc. Anh chị thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ như trạng thái ghi sổ chọn là chưa ghi sổ, loại nhập là tất cả. Kỳ báo cáo, anh chị chọn khoảng thời gian có phát sinh chứng từ đấy. Sau đó nhấn lọc. Nếu anh chị tìm thấy các phiếu nhập chưa ghi sổ thì anh chị kiểm tra lại và điều chỉnh nếu cần, sao cho đúng với thực tế. Sau đó là anh chị ghi sổ phiếu nhập kho. Nếu anh chị không thấy phiếu nhập theo thực tế thì anh chị lập bổ sung phiếu nhập kho theo đúng phát sinh thực tế nhé. Sau khi chỉnh sửa và bổ sung xong, anh chị mở lại phiếu xuất kho và thực hiện ghi sổ. Nguyên nhân 3, nhập trùng hai dòng của cùng một mặt hàng trên chứng từ xuất kho. Trường hợp này có thể do số dòng của mã hàng trên chứng từ của anh chị có phát sinh nhiều dòng với nhiều mã hàng, trong đó lại có mã bị nhập trùng dòng dẫn đến số lượng xuất bị đội lên. Để kiểm tra được có bị lập trùng không, anh chị tích con trỏ chuột vào cột tiêu đề mã hàng để sắp xếp thứ tự mã hàng. Anh chị kiểm tra mặt hàng đang xuất quá số lượng tồn xem có bị nhập trùng thành hai dòng không. Nếu có thì anh chị xóa bỏ dòng nhập trùng đi. Sau đó kiểm tra lại và bấm cất chứng từ là được anh chị nhé. Vừa rồi, Misa vừa hướng dẫn anh chị cách xử lý tình huống khi lập và ghi sổ phiếu xuất kho. Phần mềm hiện cảnh báo số lượng xuất kho vượt quá số lượng tồn trong kho trên AMIS kế toán. Misa hy vọng với hướng dẫn trên sẽ giúp anh chị thực hiện các thao tác trên phần mềm một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Kính chào anh chị và chúc anh chị thực hiện thành công!